Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live for love, you will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Love is timeless, my love is endless. Lễ hạnh phúc trăm năm cho các cháu, vậy cô cũng không biết nói gì hơn.
Trước hết là xin kính chúc tất cả các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể Hải Hội năm mới mạnh khỏe, đoàn kết và hạnh phúc. Tôi xin trân trọng cảm ơn. Ban tổ chức trong tổng cục của chúng tôi cho phép anh đi lùi trước, đại diện của đoàn. Trước hết thì ở việc trong năm 26, tôi xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác của hai cháu và bạn bè hai cháu mạnh khỏe, những thứ năm mới, mọi gia đình hạnh phúc, chúc họ trong năm hạnh phúc trong năm 26. Kính thưa các bạn, kính thưa các cô dì chú bác của hai cháu, hôm nay đại diện gia đình chúng tôi bên nội bên ngoài ba bè bốn bên có đầy đủ, trên là các cô, sau là các ông, các bà, cô dì chú bác và bạn bè của hai cháu đến đây. Trước hết nghinh tiếp và đón lễ nghi của gia đình nhà trai mang đến gia đình nhà gái để chuẩn bị cho việc chăm sóc cho hai cháu. Đây là bước đầu tiên là chỉ câu đập ngõ, bước là bước thứ hai là chỉ câu đập ngõ. Thì trong quá trình hai cháu thương yêu nhau, tìm hiểu nhau, chúng ta mà được hai bố mẹ hai bên cho phép hai cháu được kết bạn trăm năm, nối tơ hồng kết nối hai họ, hai thành trì vững chắc để xây dựng bảo vệ hạnh phúc cho hai cháu. Hôm nay tôi rất vinh dự được các cụ, công các bà mang lễ vật đến đây. Trước hết là gia đình chúng tôi cúng cáo tổ tiên, tổ tiên chứng kiến việc chân lâm hai cháu và đầy đủ các cụ, các ông, các bà, cô dì chú bác chứng kiến cái việc lễ nghi của gia đình nhà trai đến với gia đình nhà gái rất trịnh trọng và trang nghiêm. Xin hai họ một tràng vỗ tay. Thay mặt gia đình nhà trai và gia đình nhà gái, tôi xin trân trọng giới thiệu ông anh tôi, được phép của chú tôi, cũng là cha chú cho phép anh em tôi làm cái việc lễ nghi của hai cháu. Tôi xin trân trọng giới thiệu ông Lạc là bác của cháu, nên thắp hương cung cáo tổ tiên, tổ tiên chứng giám việc trăm năm của hai cháu và chúc mừng hạnh phúc hai cháu và hai hoa. Thông cảm, thông cảm, thông cảm. Lễ nghi của hai cháu, các bác đứng đằng sau ngồi gọn cái trang nghiêm và chúc mừng trăm năm hai cháu. Đồ bạc bên gái ai nấy cũng thật tươi, ngày xuân hoa lá khoe màu tươi, muôn sắc huy hoàng tô thắm cho ngày vui. Mừng tân hôn chúc chú rể mới, tôi chúc cô giàu hiền nên mối duyên trầu cao. Cô dâu duyên dáng xinh thật là xinh, bên chú rể hiền xứng lứa lại vừa đôi. Quảng viên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên mối duyên trầu cao. Ô vui quá xa bà con ơi, nhà trai thì hăng hái bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùm vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy tám, tôi tính năm này tôi cưới luôn cho thằng sáu, anh tính cho rồi tôi với anh đây mừng xuôi. Ông xuôi cũng đang nói với bà xuôi, dâu với rể hiền xứng lứa thiệt vừa đôi nghen. Ngày hôm nay sum họp đôi đàn, ôi thôi họ hàng ta vui quá xá là vui. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau thương trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời,
đời, cho nhau nụ cười niềm tình yêu sáng ngời, cho nhau môi mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng nè, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngoan nghe. Bà con ơi, nhà trai thì hăng hái, bên gái kém gì đâu. Ngày xuân ta hát câu bền lâu, ta hát khúc sùm vầy cho ngất ngây trời mây. Bà hai đang nói với thầy tám, tôi tính năm này tôi cưới luôn cho thằng sáu. Anh tính cho rồi tôi với anh đây mừng xuôi. Ông xuôi cũng đang nói với bà xuôi, dâu giới rễ hiền xứng lứa thiệt vừa đôi ngang. Ngày hôm nay sum họp đôi đàn, ôi thôi họ hàng ta vui quá xá là vui. Trăm năm duyên tình vững bền, thương nhau thương trọn đời chung sức xây ngày mai. Tương lai chung một hướng đời, cho nhau nụ cười niềm tình yêu sáng ngời, cho nhau môi mặn hương nồng, cho nhau nụ hồng còn chính nguyên phơi phới. Sáng năm cho đời một tin mừng nè, con cưng đầu lòng là một bé trai thật là ngoan nghe. Thắm đẹp làng môi hồng, xuân đến rồi đây nào ai biết không, mang những hoài mong đi vào ngày tháng, bao nhiêu mơ ước đến khi mùa xuân sang. Tôi chúc gì đây vào mùa xuân này, khi nắng vàng tươi nhuộm làng tóc ai, khi gió nhẹ lấy hoa đào hồng thắm, trong khi xuân ấm mới tô đẹp tháng năm. Tôi chúc muôn người mọi điều ước muốn, non nước vinh quang trong tia nắng thanh bình, để người anh lính chiến quay về gia đình tìm vui bên lửa ấm. Tôi chúc yên lành người người khóc chốn, gió đưa duyên cho cô gái xuân thì ước nguyện trong thành thiệp hồng sẽ duyên. Tôi chúc ngày mai dù đường xa vời, trai gái bền duyên đẹp tình lứa đôi, cho bướm vàng bay trên nẻo đường mới, vai bên vai những lúc tâm tình lên khơi. Tôi chúc rồi đây người về phương nào, cho dấu thời gian lạnh lùng lướt mau, mong ước ngày sau như là ngày trước.
Cho em một nhầm tí nhá, cho xong kết thúc phát biểu đã rồi. Chưa. Đây, nhìn nhá, đây nhá. Từ từ tí nữa, cho tên này, 5 phút đây. Hai gia đình. Tôi chọn ngày này cũng tốt và được hai chính quyền địa phương, hai xã đăng ký cho hai cháu được lên vợ lên chồng. Và gia đình nhà trai hôm nay đặt tên là các cô, các ông, các bà, cô dì chú bác của hai cháu và bạn bè của hai cháu đến đây. Ta có cưới dầu đến gia đình nhà gái, xin phép gia đình nhà gái cho phép cháu được về gia đình nhà chồng để hai họ chứng kiến việc chăm lo cho hai cháu nên vợ nên chồng. Thì xin báo cáo cô. Xin một lần nữa xin kính chúc các cô, các cô bà mạnh khỏe, chúc mừng hạnh phúc trăm năm hai cháu. Xin gia đình nhà gái kính mời các đạt, các bác của cháu lên thắp hương chú cháu gia tiên để tổ tiên chính giám cho hai cháu và các cô hai họ chứng kiến hai cháu cho phép cháu.
phía sân khấu để có những phần tặng phẩm đặc biệt nhất để gửi đến hai người em của mình ngày hôm nay. Trước khi chính thức vào điều của các đàn trai, chúng tôi xin phép được đón cô dâu trở về. Và vâng, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và trong giây phút này đây thì đặc biệt là bà ngoại của cô dâu đúng không ạ, cũng sẽ có những món quà đặc biệt nhất. Và đặc biệt thì ngày hôm nay cụ cũng đã 80-90 tuổi rồi, đang bận ở nhà hàng. Và đặc biệt ngày hôm nay cụ cũng đã điều động người con cháu của mình đến cô dâu và chú rể với món quà rất ý nghĩa ngày hôm nay để đến cô dâu và chú rể trong giây phút này. Chúng ta dành cho bàn tay thật lớn thế nào. Và xin mời hai chị gái của cô dâu cũng chuẩn bị trở ra phía sân khấu. Và sau những phần tặng phẩm thì ban tổ chức xin trân trọng kính mời đại gia đình của khóa đoàn Hoa Nhà Gái, chúng ta cũng sẽ trở ra phía sân khấu để ghi lại những khung hình với những thước phim đẹp nhất với cô dâu ngày hôm nay. Trước khi chính thức đoàn đại biểu khóa đoàn nhà trai của chúng tôi xin phép được đón cô dâu trở về bên quan viên khóa nhà trai để đúng giờ vàng, giờ bạc, giờ kim cương và hai gia đình chúng ta đã cùng nhau hôn. Một lần nữa xin mời. Vâng, xin mời đại gia đình của khóa nhà gái, chúng ta sẽ trở ra phía sân khấu. Sáng hôm nay trên quê hương tôi, quê hương xinh xinh, quê hương hữu tình, quê hương xinh xinh, quê hương hòa bình. Đường nước hoa trắng xanh vàng tím, đẹp làm sao bướm bay chập chờn. Đàn chim non vẽ vòn ngọn tre, khăn màu son, áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hai công, tay dù hồng. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Ô sáng hôm nay quê tôi ra xem, cô dâu con y trang mỹ miều. Cô dâu non dung nhan mặn mà, chà, nhà ai có ông dễ quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ô ngô thay có con lợn quay, tôi đầy mâm câu đầy buồn. Đây nguồn vui hiếm hoài ngày cưới, trông thật hay trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Thật lâu mới thấy được một ngày vui.
sâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ôi một thay có con lợn quay rồi đầy mong. Rất nhiều. Vâng, thưa quý vị trân trọng và kính mến, đúng là hôm nay thì vui sướng làm sao, họ hàng bè bạn cứ xôn xao này đợi chờ ngày vui thì vui thực trong mơ, mà trăm năm hạnh phúc bây giờ là đây. Cây có gốc để mới được xây nhành và lẩy lộc, để nước có nguồn mới có biển cả và sông sâu. Ngay lúc này ban tổ chức xin được trân trọng và kính mời đến một bác trưởng đoàn đại diện cho quan viên của họ nhà trai, một bác trưởng đoàn đại diện cho quan viên của họ nhà gái ngày hôm nay. Hãy cùng chính thức trở lên sân khấu để có đôi lời chào dâu và nhận rể. Xin được trân trọng và kính mời đến hai bác trưởng đoàn, hãy cùng trở ra sân khấu tình yêu của cô dâu và chú rể. Và bác trưởng đoàn quan viên họ nhà trai sẽ đến cảnh chú rể, bác trưởng đoàn quan viên họ nhà gái sẽ đến cảnh cô dâu. Xin được trân trọng và kính mời. Chính thức trở lên sân khấu để có đôi lời chào dâu và nhận rể. Mời quý vị hãy dành tặng cho hai bác chủ đoàn một trong các tay thân âm như tân nữa để chúc mừng. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và các lúc này xin mời đến bác trưởng đoàn đại diện cho tư gia của họ nhà gái ngày hôm nay sẽ chính thức có đôi lời chào dâu. Xin trân trọng và kính mời bác. Kính thưa các cô, các ông, các bà, cô dì, chú bác, các bạn, viên nam nữ hai họ, tôi là đại diện cho họ nhà gái. Trước hết xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, hai họ mạnh khỏe và chúc buổi lễ thành hôn của hai cháu được thành công tốt đẹp. Kính thưa các cụ, thưa các ông, các bà, mẹ họ nhà gái chúng tôi hiện diện tại phòng cưới sang trọng này, cùng có các cụ, các ông, các bà và các cô dì chú bác, để nam nữ bên nội bên ngoại đều có mặt đầy đủ để chứng kiến cái việc lễ trăm năm cho hai cháu. Kính thưa các cụ, qua một thời gian hai cháu đã tìm hiểu và xây dựng ý đến con đường hạnh phúc và xây dựng trăm năm với nhau, đã được hai chính quyền và hai gia đình công nhận cho các cháu thành vợ thành chồng. Rời điểm này và giờ ngày tháng tốt và đã được hai họ chứng kiến lễ trăm năm hạnh phúc cho hai cháu. Kính thưa các cụ, đối với cháu Mai, mọi nhà gái chúng tôi, cháu cũng đã trưởng thành khôn lớn, xong có những điều thực tế bây giờ cháu về đây là một cái cuộc sống bước đầu, nó có cái bỡ ngỡ mới mẻ. Xong thì mọi nhà gái chúng tôi cũng mong các cụ, các ông, các bà dạy bảo cháu những cái gì chưa được để cháu ngày càng tiến bộ. Cháu về đây làm dâu, làm con, gia đình, họ nhà trai. Một lần nữa tôi xin kính trọng sức khỏe các cụ, các ông, các bà và toàn thể mọi hôn đã về dự ngày lễ thành hôn của hai cháu. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn người phát biểu của bác đến từ công viên hỏi nhà gái rất nhiều. Và ngay lúc này xin mời đến bác đoàn đại biểu nhà trai sẽ chính thức có lời lời phát biểu để cho chúc Mai được vẹn toàn hơn nữa. Xin trân trọng. Mọi gần xa của hai gia đình, bạn bè, thanh niên nam nữ của hai cháu, hôm qua một thời gian hai cháu tìm hiểu, được sự nhất trí của hai cháu, được sự đồng ý của hai gia đình, hai Ủy ban Nhân dân xã Lạc Đạo và Ủy ban Nhân dân xã Đại Đồng đã công nhận cháu Tuấn và cháu Mai đã chính thức đã là người của gia đình tôi. Kính thưa các cụ, các bà cùng toàn thể, từ giờ phút này tôi xin thông báo với họ nhà trai, cháu Mai chính thức là cháu dâu của các cụ, các ông, các bà của họ nhà trai chúng tôi, mà là con dâu chính thức
của ông Tài bà Thắm. Kể từ giờ phút này, cháu Mai là người vợ hiền của cháu Tuấn, gia đình chúng tôi. Vậy tôi cũng không biết nói gì hơn hết, tôi mong rằng tất cả các cụ, các ông, các bà giữ buổi lễ thành hôn cho các cháu hôm nay mạnh khỏe, gia đình được hạnh phúc. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc. Tôi xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn rất nhiều các bạn đã theo dõi. Và ngay lúc này xin mời hai bác trưởng đoàn hãy bước ra giữa sân khấu với cháu ạ. Bác trưởng đoàn có bên đoàn nhà trai ạ. Và xin mời hai bác sẽ bắt một cái tay thể hiện tình thông gia của hai bên gia đình. Nơi nơi xanh tươi bên chặt, hai bác trưởng đoàn bắt tay nhau đi ạ. Một trong các tay thật lớn nữa để cảm ơn các bác trưởng đoàn đi quý vị ơi. Cảm ơn hai bác rất nhiều. Vâng ạ, xin được trân trọng và kính mời hai bác xem toàn tài những bàn tiệc chầu tiệc trà ở phía bên trong gia đình. Vâng, quý vị thân mến, đúng là nhà trai nhà gái thì đều xa, hai bên gia đình đã được kết nghĩa giao hòa trăm năm. Giờ đây nhà trai nhà gái đã được gần, hai bên kết nghĩa tình sâu đậm đà, họ hàng cô bác gần xa đi dự đám cưới cứ chúc ra lại chúc vào mà chúc cho duyên thắm má kề, để rồi trăm năm mà hạnh phúc không hề đổi thay. Và ngay lúc này xin mời chú rể Nguyễn Tuấn hãy đưa chính thức dìu cô dâu Trịnh Mai vào trong nhà thắp hương làm lễ gia tiên và yết tổ đường cũng như trở ra sân khấu để làm các nghi lễ thủ tục tiếp theo. Đó chính là các bạn và xem sự tình yêu. Xin chào và kính mời cô dâu và chú rể. Đúng là tình yêu thì dù có mặn mà chưa trao chiếc nhẫn thì chưa phải là bỏ nhau. Và ngay giờ phút này đây, giờ phút thiên nhiên như nhất trọng đáng nhất của cô dâu và chú rể sẽ chính thức trao cho nhau một cặp đôi nhẫn cưới. Xin mời chú rể sẽ cùng người tặng đến người vợ thân yêu của mình. À, xin mời chú rể sẽ đeo vào ngón áp út của cô dâu nhỉ. Và quý vị hãy dành tặng cho một trong các tay thân lắm nhẫn hơn nữa nhé, quý vị ơi. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin mời cô dâu sẽ lấy chiếc nhẫn yêu thương của mình để dành tặng cho người chồng ạ. Vâng ạ, xin mời cô dâu chú rể sẽ quay ra bên ngoài ạ. Và hãy cùng xích lại hai bàn tay vừa mới đeo nhẫn, xích lại gần nhau đúng không ạ? Quý vị thân mến, đúng là nhẫn này không phải là bằng kim cương nào, mà nhẫn này dệt nên tình yêu thương rất tuyệt vời mà đôi bạn trẻ dành tặng đến nhau. Thay lời chúc phúc của ban tổ chức, xin được cảm ơn đôi bạn trẻ rất nhiều và chúc cho đôi bạn trẻ được trăm năm tình viên mãn trọn đời như cô thê. Và xin mời cô dâu và chú rể sẽ trở lại về phía những tầng bánh gato. Xin mời. Nếu như mà bánh 3 tầng thì bạn sẽ cắt 3 lần, mỗi tầng một cái. Còn bánh tầng 3 thẳng như này bạn chỉ cần cắt một lần từ trên xuống dưới được chưa? Quý vị hãy cùng dành tặng cho cô dâu và chú rể một trong bàn tay thật lòng nhiệt thương nữa được không ạ? À? Xin mời cô dâu và chú rể hãy cùng chính thức tay trong tay cắt bánh ạ. À. Đúng là bánh này thì xin được cắt ra mà sáng như trăng sáng giữa ta với mình. Bánh này bánh nghĩa, bánh tình mà bánh này hạnh phúc của mình với ta. Xin được cảm ơn cô dâu và chú rể rất nhiều ngày hôm nay đã chính thức đến với nghi lễ cắt bánh hạnh phúc. Xin mời cô dâu chú rể sẽ tiến lại bên những tòa tháp đi. Cô dâu sẽ đứng ở bên này đi ạ. Chú rể đổi chỗ đi ạ. Chú rể đứng sang bên này ạ. Chú rể sẽ lấy chai rượu thông banh đầu tiên lắc thật mạnh lên ạ. Sau đó bạn sẽ bóc hết cái lớp bạc màu vàng vứt ra bên ngoài đúng không ạ? Lắc thật mạnh lên chú rể ơi, khi mở ra sẽ rất là dễ dàng đấy ạ. Lắc thật mạnh nữa lên ạ. Xin mời chú rể sẽ bóc hết cái lớp bạc màu vàng vứt ra. Sau đó chú rể sẽ chính thức mở chìa khóa tình yêu, đó chính là cái nút sắt đẹp, bạn sẽ xoáy ra và bước ra bên ngoài đúng không ạ? Xoáy hết cái nút sắt đẹp. Rất tuyệt vời. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ dắt lên tòa tháp đi rượu, hai vợ chồng cùng tay trong tay dắt lên tòa tháp đi rượu ạ. Một trong một tay thật lớn để dành tặng cho cô dâu và chú rể đi quý vị ơi. Và quý vị thân mến, đúng là rượu này rượu tính rượu tình, mà rượu đăng rượu vườn rượu mình rượu ta. Rượu này cô dâu và chú rể chuẩn bị suốt từ tối hôm qua. Hôm nay bên em ra mắt đến mọi người đã giây phút thăng hoa nhất, hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Đó chính là cùng tay trong tay rót lên tòa tháp bây giờ. Rót cạn chai rượu thông banh đầu tiên ạ. À. Và xin mời chú rể ba chai rượu. Chú rể sẽ làm tương tự như chai rượu đầu tiên. Và xin mời chú rể và cô dâu sẽ rót cạn chai rượu đầu tiên. Và chai rượu thứ hai xin mời cô dâu và chú rể cũng bóc hết cái phần nước bạc ở phía bên ngoài ra. Sau đó chai rượu thứ hai này được bật ra, cô dâu và chú rể lại cùng tiếp tục rót lên tòa tháp bây giờ. Chú rể sẽ hướng chai sông banh ra bên ngoài, cô dâu cứ đứng thẳng lên đây ạ. À. Chú rể hướng cái chai sông banh ra phía bên ngoài đi ạ. À.
khi mà mở sẽ hướng ra bên ngoài và hướng lên trần nhà thì sẽ không vào mặt vợ đâu ạ. Rất tuyệt vời, xin mời cô dâu và chú rể này một lần nữa tay trong tay rót lên tòa tháp Minh Diệu ạ. Vâng, quý vị thân mến, và ngày hôm nay tòa tháp Minh Diệu của cô dâu và chú rể đã và đang được tưởng trưng bởi rất là nhiều con sông, đã và đang được đổ dồn về một bến, và cô dâu và chú rể đang trèo lại con thuyền để đến bến bờ hạnh phúc ngày hôm nay. Xin trân trọng và kính mời cô dâu và chú rể sẽ rót cạn chai rượu thứ hai. Và ban tổ chức ngay lúc này xin được trân trọng và kính mời đến một bác trưởng đoàn đại diện bên đoàn nhà trai, một bác trưởng đoàn đại diện bên đoàn nhà gái, bố của cô dâu và bố của chú rể, hãy cùng trở ra sân khấu để cùng chung ly rượu hiếu thảo với cô dâu và chú rể. Xin mời cô dâu chú rể sẽ bật chai rượu thứ ba. Và chai rượu thứ ba này sau khi bật nắp ra thì cô dâu và chú rể sẽ rót vào 6 ly rượu. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn ở trên mặt bàn ạ. Để cùng dâng lên sự thành cho bạn trẻ ngày hôm nay, một lần nữa ban tổ chức xin được trân trọng và kính mời đến hai bác trưởng đoàn cũng như bố của cô dâu và bố của chú rể hãy cùng trở ra sân khấu để cùng chung ly rượu hiếu thảo với cô dâu và chú rể. Xin mời chú rể sẽ bật chai rượu thứ ba. Rất tuyệt vời, xin mời cô dâu và chú rể sẽ rót vào 6 ly rượu, mỗi ly rượu sẽ rót ra 1/2 ly ạ. Rót vào 6 ly rượu ạ, mỗi ly rượu rót 1/2 ly ạ. À, chú rể cứ đứng bên rót đi ạ. Cô dâu chú rể cùng rót, hai bác đứng ở một bên và hai bác đứng ở bên ý cho cháu khoảng không gian ở bên dưới, cho cô dâu chú rể đứng ở giữa. Xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng rót cạn chai rượu thứ ba lên tòa tháp ly rượu đây ạ. Rót xong chai rượu thứ hai này, xin mời cô dâu và chú rể sẽ rót cạn chai rượu thứ ba lên tòa tháp ly rượu. Xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng đứng thẳng người lên ra phía bên kia rót ạ. Xin mời cô dâu và chú rể, quý vị hãy dành tặng cho cô dâu và chú rể một tràng pháo tay thật lồng nhiệt hơn nữa đi quý vị ơi. Xin mời hai vợ chồng cùng rót đi em ơi. Và quý vị thân mến, đúng là em thì như một chén rượu đầy mà anh chưa nhấp miệng và lòng đã say. Nếu em là chén rượu cay thì anh xin uống cạn để say suốt đời. Mà rượu này tràn đầy hạnh phúc, rượu này chúc phúc mẹ cha, thủy chung cha mẹ cháu già, ơn sâu nghìn đằng như là biển khơi. Xin mời cô dâu và chú rể sẽ rót cạn chai rượu thứ ba. Và sau khi rót cạn chai rượu thứ ba thì chú rể sẽ nâng ly rượu hồng lên để mời đến các con viên họ đại diện cho con viên của họ nhà gái. Cô dâu sẽ mời đến bác đại diện con viên họ nhà trai. À, mời đến hai bác trưởng đoàn trước ạ. À, và xin mời ly rượu sẽ mời đến bố của cô dâu cũng như là bố của chú rể. Và xin mời cô dâu và chú rể sẽ cầm hai ly rượu lên ạ. Cô dâu chú rể sẽ đứng ở giữa và các bác sẽ cùng cùng ly rượu và cô dâu và chú rể đi ạ. Hướng ra bên ngoài để chụp ảnh ạ. Quý vị hãy dành tặng cho cô dâu và chú rể hai bên gia đình một tràng pháo tay thật lòng nhiệt hơn nữa không ạ. Người chồng đi ạ. À, xin mời chú rể thì đã đúng tư thế rồi đúng không ạ? À, ngay lúc này hỏi chú rể một câu, chú rể đã hôn cô dâu bao giờ chưa? Rồi ạ. À rồi đúng không ạ? Thế thì hôm qua mình hôn thế nào thì hôm nay mình cứ hôn như thế được không ạ? À, ngay lúc này quý vị hãy cùng dành tặng cho cô dâu và chú rể một tràng pháo tay thật lớn để chú rể sẽ gửi tặng người vợ thân yêu của mình một cử chỉ yêu thương đúng không ạ? Với một cử chỉ yêu thương rất là tuyệt vời và xin được chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta được trăm năm tình viên mãn, trọng đời nghĩa phu thê. Quý vị thân mến, vừa rồi là những nghi lễ thủ tục ngày hôm nay, đó chính là cắt bánh và dâng dưa tình yêu. Và ngay lúc này thì ban tổ chức xin được trình trọng và kính mời những phần quà đến từ phía bên gia đình. Xin được trình trọng và kính mời phần quà đầu tiên đó chính là bà nội của chú rể. Xin được trân trọng và kính mời bà hãy cùng trở ra sân khấu để dành tặng cho cô dâu và chú rể những phần quà quý nhất nhất ngày hôm nay. Xin được trân trọng và kính mời bà. Chúng ta một đồng bào và ba đồng trẻ ngày hôm nay xin được gửi lời cho cô dâu và chú rể. Xin được cảm ơn phần quà của bà nội rất nhiều và kính chúc cho bà nội luôn luôn có một sức khỏe, sống vui, sống khỏe bên các con, các cháu. Ngày hôm nay rất là vinh dự cho chúng ta.
khiến cái giây phút thăng hoa nhất của cô dâu và chú rể là chính là nhờ cái phần quà từ phía bên dưới. Và một trong những cái lớn nhất là cảm ơn phần quà của bà nội chú rể nhé. Vâng ạ, và phần quà tiếp theo con xin được cảm ơn bà nội rất nhiều và xin được kính chúc cho bà luôn luôn có một sức khỏe sống vui sống khỏe với các con các cháu. Và xin được trân trọng cái phần quà tiếp theo đó chính là bà ngoại của chú rể ngày hôm nay cũng trở lên sân khấu để dành tặng cho cô dâu và chú rể. Và phần quà tiếp theo đó chính là song thân phụ mẫu của chú rể đó ạ. Xin được trân trọng kính mời bố mẹ chú rể trở lên sân khấu để dành tặng cho cô dâu và chú rể những phần quà ý nghĩa nhất. Xin được trân trọng và kính mời bố mẹ. Vâng ạ, một trong các tay thật lớn để cảm ơn phần quà của bố mẹ chú rể ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, trân trọng và kính mến, đúng là cha già thì đã có mắt non và nuôi con thơ lớn thì mong con trưởng thành. Ngày hôm nay song thân phụ mẫu của chú rể có phần quà rất ý nghĩa để dành tặng cho hai con với mong ước chúc cho cô dâu và chú rể được trăm năm tình viên mãn trọn đời nhí phụ thê. Xin được cảm ơn những phần quà đến từ phía bên gia đình rất nhiều. Em đâu hay rằng đàn tre thơ vắng cha cày bữa thay.